Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục với lập trình cái kit STM32 F4 Discovery. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cái phần là USB của cái kit này. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái thư viện là thư viện standard. Bạn sẽ tải về cái thư viện USB của cái dòng F4. Thì các bạn lên trên Google đi, các bạn gõ vào STM32F407VL này. Thì các bạn vào cái trang của ST. Các bạn bấm vào cái chỗ là Tool Software này. Các bạn tìm cái phía dưới này có cái chỗ tải thư viện USB ấy. Thì để nhanh mình sẽ ấn Ctrl F, mình gõ chữ USB vào đây này. Thì mình tìm xem là cái chỗ thư viện USB nó ở đoạn nào. Đây, các bạn thấy đây là cái chỗ thư viện USB đây. Cái STSVF đây, STM32046. Nó là cái thư viện USB cho cái dòng là 105, 107, dòng F2 và dòng F4 USB. Thư viện nó đây thì mình ấn ở đây mình tải này. Các bạn ấn vào cái chỗ Get Software này để tải thư viện này. Thì mình đã tải cái thư viện về và mình copy vào cái thư mục STM32F4 Discovery đi rồi. Đây là cái file thư viện này. F105, F107, F2, F4 đây. Thì mình sẽ giải đèn cái thư viện này ra. Các bạn chờ một chút cho nó giải đèn cái thư viện này ra. Mình thấy cái thư viện nó cũng khá là nặng, tận 80 MB cơ. Không biết nó chứa những cái gì. Thì để cho mà làm những cái ví dụ nhanh ấy, thì mình sẽ sử dụng lại cái project trong ví dụ của họ. Đây, các bạn vào chỗ project này. Các bạn vào cái chỗ USB device example. Mình sẽ sử dụng lại cái ví dụ là USB custom hit nhé. Thì để cho tránh khỏi phải sửa chữa cái ví dụ mẫu của thư viện ấy, thì mình sẽ copy cái ví dụ này, mình trở thành cái ví dụ của mình chẳng hạn. Đây, mình đổi tên thành USB custom hit HC đi chẳng hạn. Các bạn mở cái project lên. Đây, nó họ cũng dùng, đây là mình đang dùng cái phần mềm là cái C5 này. Cái này nó project này nó cấu hình cho cũng khá nhiều cái ví dụ, thì mình chọn cái ví dụ là F4 full speed đi. Ở chỗ các bạn chọn cái dòng là 24XG đây, full speed đây. Các bạn ấn vào đây. Thì đây là cái project mẫu của họ. Đây là mình đã chuyển sang là cái dòng 4 dùng cho cái con 407VG đấy. Thì mình sẽ thử biên dịch xem nó có lỗi gì không nhá. Bạn chờ một chút cho biên dịch xong đi. Đây, nó không báo lỗi gì cả. Thì các bạn vào cái này, trong cái thư mục MDK ARM này, nó sẽ tạo ra cái file, cái thư mục mà dùng để chứa kết quả biên dịch ấy, nó sẽ là cái thư mục này, FS đây. Thì mình sẽ tạm mình xóa cái phần này đi cho nó khỏi vướng này. HS cái phần high speed mình xóa cho khỏi vướng nhé. Mình sẽ tiếp tục mình tùy chỉnh cái ví dụ mẫu. Đầu tiên là mình xem nó đã dùng cái con chip mà đúng cái con chip trên kit F4 chưa. Đó, các bạn vào chỗ cái phần device này. Hiện giờ nó đang dùng con 407IG thì nó không phải con chip trên cái kit của mình. Mình sẽ sửa lại thành 407VG cơ. Đây, mình nhấn vào đây. Đó, ok. Như vậy là mình đã chuyển sang dùng con chip 407VG này. Các bạn thấy cái cấu hình bên thì bên trái này trông nó cũng khá là rối mắt đúng không nào? Có những cái mà cũng không dùng đến nhưng mà nó vẫn có ở đây vì là nó dùng cho cái rất nhiều dòng mà. Nhưng mình chỉ muốn là dùng cho cái con 407 trên cái kit đi cái rồi. Nên là mình sẽ xóa những cái phần không thiết đi chỉnh cho nó đỡ rối. Các bạn ấn vào cái chỗ đây, cái mục này đây. Tất cả những cái phần bên này thì các bạn cũng không cần thiết, các bạn xóa đi nhá. Các bạn chỉ giữ lại cái phần là 407 XG đây, cái chỗ là full speed đây, các bạn xóa cái này đi.
Bạn giữ lại cái chỗ 4XG FS này thôi. Nhìn cho nó đỡ rối. Ấn OK. Đây là cái mục chọn này là chỉ còn một cái thôi, cái chỗ là USB full speed thôi. Các bạn tiếp tục chỉnh thêm phía bên cái mục group này. Thứ nhất là cái phần document này mình không cần thiết, mình xóa đi này. Cái này là thư viện của dòng F1 thì mình cũng không dùng, xóa. F1 xóa luôn. Mình xem có còn cái gì mà cứ OK đi. Đấy, cái phần tiếp theo là đến cho cái chỗ này, nó cũng không dùng cho cái project này đâu, thì mình cũng xóa đi luôn. Evan này thì nó sẽ gọn hơn đúng không nào? Mình sẽ thử dịch lại xem nó có lỗi gì không nhá, vì nếu mà mình xóa nhầm thì nó sẽ báo lỗi. Mình biên dịch lại này. Đây là mình sẽ giới thiệu các cái bước mà sử dụng lại cái project mẫu của họ và mình tùy chỉnh theo cái ý mình. Cái này nó cũng hơi nhiều file nên là nó dịch cũng mất một chút thời gian và nó không báo lỗi gì cả. Như vậy là mình thứ nhất là mình đã tùy chỉnh đúng này. Bây giờ là mình sẽ thử làm cái chương trình, mình xem cái này là nó làm cái ứng dụng gì đấy nè. Mình sẽ thử làm cái chương trình này vào chip xem là nó có chạy được không này, nó có nhận là USB không. Các bạn mình sẽ kiểm tra lại xem nó đã chọn là sinh ra cái file hack chưa đã. Cái chỗ output này thì các bạn đây nó chưa chọn thì mình tích vào đây nhá. Read hack file này. Mình dịch lại này. Nó sẽ sinh ra cái file hack ở trong cái thư mục đây. Bạn vào các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ có cái file hack ở trong này. Chấm hack đây. Cái này mình sẽ dùng để cái mạch Ethylene để làm vào chip nhá. Chạy cái phần mềm Ethylene Utility đi. Để chọn lên cái chỗ cái file hack này luôn. Các bạn ấn bạn sẽ thấy nó báo tinh tinh trên máy tính đúng không nào? Tức là nhận USB đấy. Mình thử kiểm tra xem nó nhận được không? Hay là lỗi gì? Đấy, các bạn thấy đây, cái thiết bị của chúng ta đây. Mình dùng cái cổng micro USB mình cắm vào cái chỗ cổng USB trên cái kit đấy, nó có báo là nhận USB nhưng mà nó đang lỗi này, unknown USB device này. Các bạn thử ấn và giữ nút reset trên cái kit F4 nhé. Cái đoạn đó nó biến mất đúng không nào? Vậy đúng là cái chỗ mà đánh dấu bằng vàng này nó là cái kit của chúng ta đấy. Mình nhả tay ra này. Các bạn thấy đâu? Đây chính cái đoạn này là cái chỗ mà đánh dấu màu vàng này là cái kit của chúng ta nhưng nó đang chưa nhận USB. Thì tại sao lại như vậy thì các bạn là xem trong cái như cái ví dụ mà mình dùng cái kit F4, cái ví dụ đầu tiên ấy mình có nói đến cái chỗ cấu hình thạch anh ấy, thì các bạn xem trong cái file là cái STM32F4XX.C này. Các bạn vào đây các bạn thấy là cái thư viện của này nó đang sử dụng cái thạch anh là 25M. Mình cần sửa lại cái chỗ cấu hình này thành 8M giống như cái kit của mình. Đấy, các bạn sửa cái số PLLM này thành 8 này. Tiếp theo là các bạn cần sửa một cái chỗ nữa trong cái file là STM32 cái giá trị mà HSE đấy. Mình cái xuống dưới này mình tìm cái đoạn này, chỗ HSE này. Mặc định nếu như mình không khai báo nó sẽ là 25, mình sẽ khai báo nó là 8 thôi. Triệu. OK. Mình sẽ biên dịch lại nhé. Bạn chờ một chút cho nó dịch xong đi. Dịch xong mình sẽ cũng lại làm lại vào chip này.
xem lần này nó đã nhận UB chưa, có lỗi gì nữa không. Chắc là được quá, không còn cái phần dấu màu vàng đúng không nào. Cái này là mình sử dụng UB hit nên mình sẽ dùng cái phần mềm hit terminal này mình kiểm tra này. Đây, các bạn thấy đây, thiết bị chúng ta đã được nhận là UB. Bạn ấn thử vào đây thấy nó có cái những dữ liệu nó gửi lên, mình cũng chưa hiểu nó là cái gì cả. Đây, mình thử xem thông tin thì nó là cái các thông tin về cái UB này đây đúng không nào, custom hit. Rồi, mình tạm đóng lại đi. Bây giờ mình sẽ tùy chỉnh cái project này theo cái ý của mình. Thì là ý mình sẽ muốn là mình dùng cái cổng USB này kết nối máy tính này, và từ máy tính mình thể điều khiển cái các ngoại vi của cái USB này, ví dụ như là cái kit này, ví dụ như là chiếc kit có 4 con led ấy, thì mình đơn giản nhất thì mình cũng sẽ thử là mình điều khiển 4 con led này từ cái phía máy tính. Các bạn xem thêm là có cái chỗ mà nó tích màu đỏ đỏ này thì nó cũng không dùng đến nên mình cũng xóa đi này, cũng không để làm gì cả. Cái này là những cái là cần thiết rồi, nó không có tích dấu đỏ cái thì là không xóa được, nếu xóa nó sẽ là báo lỗi. Các bạn là những cái này là đều cần thiết cả. Lát nữa mình trong quá trình mình tùy chỉnh nhé, mình thấy cái nào nó không cần thiết so với cái project thì mình cũng sẽ tiếp tục xóa đi. Đầu tiên là mình muốn là thay đổi cái số vendor ID với lại cái product ID ấy, thì các bạn chỉnh ở trong cái file là mình xem nào, cái file là USB device này, descriptor đây đúng không? Chỗ này thì nó sẽ dùng để chỉnh cái số vendor và số product ID. Mình chuyển ví dụ mình chuyển cái này thành là 0407 chẳng hạn, vì cái chip là 407 mà, nên mình chuyển thành là 000 thành 1990 chẳng hạn. Mình dừng lại này. Mình làm lại vào chip. Bạn xem nó tắt thay đổi chưa nhé. Đây nó thành là cái số vendor ID là 0407 và cái product ID là 1990. Rồi như vậy là mình đã sửa đúng nhé. Để cho mình muốn tùy chỉnh cái ví dụ này mà không làm đến thay đổi đến cái ví dụ mẫu của hãng ấy. Đây trong cái ví dụ này thì họ đã sử dụng cái file là cái lớp là custom hit đây, nó nằm trong cái USB device class này. Mình không muốn thay đổi cái này thì mình sẽ copy cái file custom hit này vào cái thư mục project và mình sửa trên cái file mới để không làm ảnh hưởng đến cái ví dụ mẫu của hãng. Mình sẽ vào cái chỗ là library này, vào class này, đây nó sẽ là hai cái file trong này, cái file in với cái file suộc này. Mình sẽ copy hai cái file này vào mình sửa nhé, không làm thay đổi đến ví dụ của hãng mà. Mình mở đồng thời cái project chúng ta này. Cái project này thì mình sẽ copy hai cái file kia vào đây. File in thì vào cho thư mục in và file mã nguồn và thư mục mã nguồn. Đây mình copy này. Dán vào đây. Như vậy thì bây giờ mình sẽ thêm cái file C này vào cái phần mã nguồn này. Và mình chỉ sửa trên cái file này thôi, không ảnh hưởng gì đến cái thư viện, cái project mẫu của hãng cả. Đây mình sẽ sửa tên file này thành custom hit. Mình thêm là NHC chẳng hạn cho nó khỏi nhầm này. Cái bên cái thư mục include này mình cũng sửa file thành NHC đi cho nó khỏi nhầm. Bây giờ mình sẽ thêm cái file xin vào đây, mình sẽ xóa cái file này đi. Cái này là trong cái project mẫu của hãng mà. Mình xóa đi này. Mình thêm cái file mà mình vừa copy vào ấy. Mình vào cái thư mục là suộc này. Mình thêm file này vào. Bây giờ mình sẽ sửa những file này và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái project mẫu của hãng. Mình sẽ sửa lại cái phần cấu hình đường dẫn. Mình bỏ cái chỗ đây, cái đoạn này là nó chỉ đường dẫn đến cái thư mục class của cái chỗ mà của hãng đấy, mình cũng bỏ đi này cho nó không ảnh hưởng đến cái ví dụ của hãng. Mình lưu lại, thử biến dịch lại xem nó có lỗi gì không.
chậm một chút vì là cái project này nó có nhiều file nên là nó dịch cũng hơi lâu. Nó thấy là báo lỗi rồi. Mình sẽ xem nó lỗi gì và mình sửa lỗi đấy. Tiên là các bạn kéo lên đoạn lỗi đầu tiên đi. Nó báo là không thể mở được cái file là customhit.h này. Đây, tại vì là cái này ấy, thì mình đã sửa thành cái chỗ là thêm cái NHC đấy, thì mình sửa chỗ này. Tiếp theo là cái này, bạn này cũng như vậy, trong cái file là app.c nó cũng không, đây mình cũng sửa thành chỗ này thành vậy này, mình xem nó còn lỗi chỗ nào nữa trong cái chỗ đây. Đúng rồi, cái file này nó cũng include đến cái file h kia. Mình sửa tiếp, mình thử dịch lại. Như vậy là nó không có lỗi gì nữa cả. Bây giờ các bạn có thể là sửa cái file custom hit to này mà nó không ảnh hưởng đến cái ví dụ của hãng. Mình bắt đầu mình sửa nhá. Đầu tiên là các bạn xem cái này là có năng cấu hình là sử dụng cái endpoint nào và cái phần các thông số như thế nào. Thì họ sử dụng là endpoint cái chỗ mà config descriptor này, họ đang sử dụng là cái endpoint này, endpoint in này. Mình xem nó là endpoint in hay endpoint out đây. Không phải, đây là endpoint in đây và endpoint out đây. Mình xem cái in với out này thì cái giá trị họ gắn là bao nhiêu. Họ đang dùng là 2 byte à. Mình kiểm tra nhé. Và như vậy họ đang để là mỗi lần gửi nhận chỉ có thể là gửi nhận là 2 byte thôi. Mình sẽ nâng lên thành tối đa là 64 byte. Rồi đến cái chỗ cái thời gian hỏi thì họ đang để là 32 ms. Thì như vậy là cái UB chúng ta nó sẽ giao tiếp gửi nhận dữ liệu sẽ rất là chậm. Mình sẽ sửa thành chỗ này thành 1 thôi, 1 ms nó có thể gửi một lần. Theo là trong như cái ví dụ mà trước mình làm cái USB hit ấy, với cái con F0 F1 ấy, thì mình có sửa cái chỗ là report descriptor này nhá. Thì các bạn xem lại cái ví dụ đấy, các bạn vào cái blog của mình copy cái đoạn report đấy vào. Cái chỗ mà giao tiếp USB hit đây, mình copy đoạn report này vào nhá. Cho nó khai báo là dữ liệu cái kiểu chuyển dữ liệu một lần là 64 byte, rồi thì dữ liệu tùy chọn đấy. Mình sẽ copy mình dán vào đoạn này. Mình xem cái chỗ này họ đang khai báo là bao nhiêu này, report nó sai này. Đây, họ đang để là 163 nhưng mà cái của mình là 28, mình sẽ sửa cho này 28 nhé. Mình xem có còn sửa thêm gì nữa không nào. Họ đang khai báo là cái buffer là có 2 byte thôi, đúng không? Mình xem chỗ này có đúng 2 byte không. Cái buffer họ khai báo rất là nhỏ, 2 byte này. Thì mình sẽ khai báo cái buffer của mình là gửi và nhận là 64 byte đi, cho nó to. Để mình khai báo chỗ này đi. Và thêm hai cái mảng TX buffer đi, 64 và RX buffer đi. Nên cái mảng TX buffer này dùng để chứa dữ liệu mình muốn gửi lên trên máy tính. Cái mảng RX buffer này dùng để nhận dữ liệu mà máy tính gửi xuống này. Thì mình sẽ sửa lại cái chỗ cái hàm custom hit init này. Ở chỗ này thì họ đang cho nó nhận có 2 byte thôi, mình sẽ sửa thành 64 nhé. Mình nhận là cho nhận vào RX buffer này 64 này. Dưới này là chỗ mình không sửa cái phần này là thực hiện họ mình không sửa. Xem report là cái này cũng không phải sửa. Data này thì mình của họ mình cũng không hiểu họ. Ví dụ họ làm cái gì nữa thì mình sẽ xóa đi. Thì mình sửa thành cái ví dụ của mình. Không hurry. Cái này cũng xóa đi.
in, rồi cái này mình kêu họ đi. Send report. Để init, init. Trong cái hàm là data out ấy, data out là khi mà các bạn gửi dữ liệu xuống ấy, cái phía con video chuyển nhận được thì nó sẽ nhận vào đây. Thì mình sẽ sửa chỗ này thành tiếp tục cho nhận tiếp là 63 này. Như vậy là mình sửa trong cái phần data in data out là xong này. Các bạn xem trong cái thư cái file là USBD cái file user này này. Thì mình thấy nó cũng có một số chỗ mình thấy là cũng không cần thiết thì mình sẽ xóa đi nhá. Cái đoạn này xóa đây này. Nó sẽ có một số cái hàng khởi tạo cái LCD gì đấy, nhưng mà cái kit F4 của mình không có thì mình xóa hết đi nhá. Cái hàm này cũng thế, mình cũng xóa hết cái nội dung của họ đi. Nhưng vấn đề cái nguyên mẫu hàm nhá. Vấn đề cái hàm, phân hàm là rỗng thôi. Đây là cái bước mà mình cấu hình, mình điều chỉnh cái ví dụ của họ thành cái ví dụ che theo ý mình. Phần ADC này thì mình cũng, ví dụ của mình cũng chẳng dùng ADC nên mình xóa đi cho nó khỏi. Trên này có một đoạn nữa là họ khai báo cái hàm ADC này, mình cũng xóa đi nha. Và mình thử dịch lại xem nó có còn lỗi không. Trong lúc chờ nó dịch thì mình xem lại cái thông tin USB và nguyên mẫu của họ nhé. Các bạn ấn vào đây, các bạn ấn vào chỗ info này, bạn sẽ thấy là cái của họ đang cấu hình input là 1, output là 1 này, đúng không nào? Mình sẽ sửa thành 64 ở chỗ đấy. Rồi, nó dịch xong rồi, mình sẽ nạp thử cái này vào chip này. Các bạn thấy không? Đã sửa cái chỗ thành in với out này thành 64 rồi nhé. Input này, output này. Đã sửa thành 64 rồi. Các bạn chờ mình một tí xíu nhé. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần mà cấu hình là cái chỗ mà một lần gửi nhận dữ liệu ấy là được 64 byte. Mình đã thay được cái số vendor ID với lại cái product ID theo ý mình. Tiếp theo là mình sẽ tiếp tục tùy chỉnh cái ví dụ của họ thành ví dụ của mình. Mình sẽ dùng cái mình sẽ điều khiển các cái con LED ở trên cái kit ấy từ phía USB. Sẽ sửa là cái ví dụ của họ đây, xong cái hàm main của họ. Trước khi đi sửa tiếp ấy thì mình sẽ mình thấy có một số chỗ nó cũng có thể xóa được này, cái chỗ LCD này mình cũng không dùng gì LCD, mình thử xóa đi xem có lỗi gì không nhá. Rồi, nó không lỗi, mình xóa luôn cái đi cho nó gọn. Sẽ cái phần này mình cũng thấy nó báo đỏ này thì xóa đi, nó cũng không dùng đến nào. Dịch lại thử xem nào, nó không lỗi gì. Mình sẽ nạp vào chip nhé. Khi
Thì các bạn ấn vào đây các bạn thấy nó không có cái dữ liệu nó gửi lên thôi đúng không nào? 64. Mình có hình là mỗi lần gửi nhận được 64 byte. Bây giờ mình sẽ khởi tạo cả cái trên lên kit có 4 con led mà. Mình sẽ khởi tạo 4 con led này và điều khiển 4 con led này từ phía USB từ phía trên máy tính qua USB. Mình sẽ sử dụng lại cái ví dụ lần trước mình đang làm. Cái ví dụ là 16 này, mình có cấu hình cho cái con led rồi, để mình sẽ copy cái đoạn cấu hình này. Mình đây là mình sẽ khởi tạo con led chân PD12, mình khởi tạo cả 4 chân luôn đi. 13 này. Mình khởi tạo 4 con led 4 chân 12, 13, 45. Mình cũng cho 4 con led này nó tắt hết đi. Như vậy là mình tắt cả 4 con led này. Sau đó thì mình sẽ cho cái file custom hit này. Mình sẽ cấu hình, mình sẽ viết code để điều khiển 4 con led này khi mà nhận được dữ liệu từ trên máy tính gửi xuống. Tiên là mình nhận dữ liệu sẽ nhận vào cái chỗ cái bộ đệm là RX buffer này mà. Mình sẽ kiểm tra cái bộ đệm này. Mình sẽ ví dụ là vừa gửi vừa nhận thôi nhé, tức là cái phía khi mà cái byte đầu tiên đấy nó bằng 1 thì sẽ là dùng để điều khiển led này, nếu cái byte đầu tiên nó bằng 2 thì mình sẽ gửi trả dữ liệu lên đây. Nếu như mà mình sẽ điều khiển cả 4 con led đi, nếu cái byte số 1 nó bằng 1 thì là điều khiển con led 1, tức là led nằm chân PD12. Nếu nó bằng 2 thì mình sẽ điều khiển con led PD13. Ví dụ nhé. Nên nếu nó bằng 1 thì mình sẽ dùng cái byte số 2 để mình kiểm tra tiếp. Nếu nó bằng 1 thì bật led, nếu nó khác 1 thì tắt led đi. Bật led là cái hàm này. 12 đúng không? Mình lấy 12 đi. Phần tăng nét đây. Nhìn đoạn code này thì nó cũng cũng khá là đơn giản đúng không nào? Nếu như mà cái byte đầu tiên bằng 1 đấy thì nó sẽ là điều khiển led này. Nếu như cái byte số 1 bằng 1 là led điều khiển led PD12. Mình sẽ tương tự mình sửa với cái led 13, 14, 15. Mình kiểm tra lại đúng chưa nào. Cái chỗ này nếu như mà nhận được cái byte đầu tiên bằng 2 mình sẽ gửi trả một cái dữ liệu gì đó lên đi. Để gửi dữ liệu lên thì các bạn dùng cái hàm
Trên này có một cái hàm mình nhớ là dùng để gửi dữ liệu lên, cái hàm này, bạn gọi hàm này nhé. Đây, mình sẽ dịch lại. Có. Mình sẽ nạp chương trình vào chip này. Bây giờ phần nạp chương trình xong này. Mình sẽ sử dụng lại phần mềm terminal này để mình test này. Mình dùng cái mình thử nhận dữ liệu trước nhá. Mình gửi xuống cái bài đầu tiên là 2 nhá. Đây, nó sẽ gửi lên là 14, 12, 19, 90 và các bài sau là bằng 0. Một lần gửi là 64 bài mà có bị viết đây đúng không nào, gửi lên là 64 bài. Bài 4 bài đầu là 14, 12, 19, 90. Mình sẽ thử sửa cái này nhé, 14, 12 ABCD đi chẳng hạn. Mình dịch lại này, nào là ship. Chỗ này mình lại chọn lại cái chỗ Atom Hit đây, mình gửi lại số 2 này. Nó sẽ gửi lên là 1412 ABCD. Đấy, đúng như không biết đúng không nào? Đấy, nó có chạy đúng nhá. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển LED từ trên cái kit này. Mình gửi cái ban đầu tiên là 1 này, mình điều khiển LED 1, mình ấn 1 này. Mình muốn LED 1 này. Và mình sẽ thấy là cái LED PD12 sáng. Nên mình ấn sửa trở thành 0 này. PD12 tắt. Bây giờ mình muốn điều khiển LED số 2 sáng đi. LED số 2 tắt. Và đang chân PD13 đấy. Tương tự với cái LED 3, LED 4 thì đây mình thử với cái LED 4 luôn, là trở thành 4 này. Các bạn có thể thấy cái con LED PD15 sáng. Không. Tắt rồi. Vậy là mình xong cái phần demo, ví dụ là cái cắt tức là mình tùy chỉnh ấy, từ cái ví dụ mẫu của họ thành cái ví dụ của mình. Mình có thể là gửi nhận dữ liệu qua USB từ phía máy tính, chỉnh sửa những cái thông tin, đại loại là các bạn tùy chỉnh cái ví dụ của họ theo cái ý mình. Mình thì cũng chủ yếu là dùng USB để còn gửi nhận dữ liệu từ cái việc dữ liệu nhận được ở trên từ USB gửi máy tính gửi xuống ấy. Mình sẽ điều khiển, mình sẽ thay đổi điều khiển các ngoại vi phía dưới kit USB. Những cái ví dụ thì mình làm cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Ở cái video này mình cũng sẽ xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.